Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là Kim Mô Tôn. Ở clip hôm nay thì mình sẽ review vui hộp cái sản phẩm, đó là mình đang có một cái chế hòa khí Ribi Racing. Nó thuộc dòng Ribi Racing, hàng được nhập khẩu nguyên hộp từ bên Đài Loan về. Và cái thương hiệu Ribi Racing này thì ở đây sẽ có rất nhiều anh em biết, và đại đa số các anh em là sẽ không biết cái thương hiệu Ribi Racing này nó sẽ đến từ đâu. Cái thương hiệu Ribi Racing này nó sẽ xuất phát từ Mỹ anh em nhé. Thì ở đây thì phần đa anh em hay biết đến là những cái thương hiệu như cái chế Kehin này, hay là Thành Đạt, hay là nói chung là vân vân. Thì ở đây là mình đang có một cái sản phẩm là Ribi Racing thuộc phân khúc là Racing. Đó, thì bây giờ là mình sẽ cho anh em coi một vòng cái sản phẩm này nó gồm những gì. Thì trước mắt anh em là đang là một cái hộp có chữ Ribi Racing. Cái hộp khá là to và đẹp. Đó, mặt hồng thì chúng ta sẽ có Ribi Racing, và cái chỗ C100 kia nó sẽ là phân khối dành cho những chiếc xe 100, ví dụ xe Way, xe Jeep. Và ở bên trên cái dòng mã đây nó sẽ có chữ Ribi Racing Part Asia Com Limited. Đó, đây là hàng Limited. Thì mặt bên hông bên này nó chỉ có Ribi Racing và cái tên website của hãng thôi. Mặt dưới không có gì. Đó, đây là một vòng của sản phẩm. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi và tiến hành khui hộp cái sản phẩm này. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào tiến hành đập hộp cái sản phẩm này. Thì để xem là cái phiên bản mới này là nhà sản xuất người ta đã cải tiến cho chúng ta những gì, và chúng ta có đáng để bỏ cái số tiền ra để chúng ta sở hữu những cái chế hòa khí như thế này hay không. Thì hiện tại là khi mình khui hộp ra là hãng người ta đã rất là chăm chút tỉ mỉ, là người ta đã tặng kèm cho chúng ta sẽ có là một cái tem có chữ là Ribi Racing, ký hiệu là Ribi ở đây nhé. Rồi, ở đây là mình thấy là có thêm một cái phần tem nhỏ nữa, vẫn như mọi khi. Ở cái phiên bản này thì họ sẽ vẫn là tặng kèm cho chúng ta một cái cốc lọc xăng mới. Thì thường là khi cái xe của chúng ta vận hành lâu năm ấy, trong xăng nó sẽ có tạp chất, cộng thêm là cái thùng xăng của chúng ta là đi lâu ngày nó sẽ có hiện tượng là bị rỉ. Nó sẽ cuốn cái rỉ xuống đây theo cái đường này để nó vào cái phần lọc này, lâu ngày nó sẽ bị tắc phần lọc này, thì dẫn đến là cái hiện tượng cấp xăng xuống cái phần chế hòa khí của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng. Đó, thì chúng ta sẽ nên thay thế khi mà gắn cái chế hòa khí này mới lên xe. Và bây giờ là chúng ta sẽ thấy ở trong cái hộp này nó sẽ có thêm một cái phần túi ni lông khá là to. Cái này nó sẽ đựng cái sản phẩm của chúng ta, và mình sẽ để cái hộp sang bên kia. Thì khi vào cái túi ni lông này ra thì mình đã thấy cái chế hòa khí của chúng ta đây rồi. Đó, thì trên cái túi ni lông này người ta cũng in cái chữ Ribi Racing màu đỏ khá là đẹp, Racing Sport. Anh em nào mà hay chạy tốc độ cao thì gắn những cái dòng chế này vào chạy cực kỳ là thích. Nhưng nó sẽ có một cái hay, nó là chạy thì bốc nhưng mà tiết kiệm xăng. Và đây nó sẽ là cái nhân vật chính của chúng ta, cái mà chúng ta sẽ đi và xăm soi kỹ nhất ở cái phần này, nó chính là cái phần chế hòa khí của chúng ta ở đây. Thì ở trên cái chế hòa khí này nó sẽ tặng kèm cho chúng ta là hai cái phần TO, một dây xăng dư và một dây là ống thở. Thì cái phần này nó hơi lằng nhằng thì mình sẽ tháo bỏ nó ra ngoài. Thì cái phần TO này mình thấy là nó được làm bằng cao su khá là mềm, cái này cũng khá là bền đó anh em. Rồi thì mình sẽ để riêng ra. Thì cái chế hòa khí này thì theo như cái cảm nhận của mình thì nó sẽ có cái phần thiết kế y như cái phần chế của những chiếc Jeep Thái Lan đó anh em, một huyền thoại. Rồi thì cái phần chế này là theo như mình thấy là nó có những cái độ dày dặn, và cân nặng nó sẽ tương tự như cái phần chế Thái trên những cái chiếc xe Thái nhập khẩu ngày xưa đó. Về phần thiết kế là y như thế luôn, về cân nặng thì cái phần chế này nó được thiết kế là giống như chế Thái anh em nhé. Còn cái chế Jeep Việt ấy, nó sẽ có cái phần van gió tự động ở đây thì nó sẽ thiết kế khác. Rồi thì chúng ta sẽ ngắm một vòng quanh cái chế hòa khí của chúng ta đây. Về phần thiết kế này thì mình thấy là nó không có cái gì khác so với lại cái chế Jeep ở trên xe của các bạn. Thì cái phần chế này là cái mà đáng đồng tiền bát gạo của cái chế này, nó chính là cái thương hiệu Ribi Racing, là người ta đã thiết kế cái phần cứng là cái phần Zickler cũng như là cái phần quả ga này, họ đã can thiệp, họ đã căn chỉnh sao cho vừa tiết kiệm nhiên liệu mà vừa bốc. Đó, thì cái hai cái từ này là mình thấy nó sẽ không có tỷ lệ thuận với nhau. Thứ nhất là thường là những cái chế trên thị trường người ta sẽ sản xuất, một là bốc,
thì nó sẽ tiêu thụ nhiều xăng, và hai sẽ tiết kiệm nhiên liệu thì đi nó sẽ không bốc. Nhưng cái chế này nó sẽ đáp ứng được hai cái tiêu chí đó, thứ nhất là vừa bốc và vừa tiết kiệm xăng. Đó chính là cái phần mà người ta đã căn chỉnh lại sao cho cái phần dích lơ này nó sẽ phù hợp với cái chế này. Thì như anh em nào mà đi cam xăng ấy, thì có thể là chạy những cái phần chế như thế này là cực kỳ là thích này, không cần phải nâng cấp lên những cái họng chế to hơn. Hoặc là như anh em nào mà đi những cái chiếc xe mà lâu năm có cái hiện tượng là tiêu thụ nhiên liệu nhiều một cách quá đáng, hoặc là những cái phần gioăng ở đây nó bị xì xăng ra, rồi là cái phần xăng dư ở đây nó bị chảy xăng ra, thì anh em nên nghĩ cái chuyện là thay cho mình một cái chế hoặc khí mới. Và cái mức tiêu thụ nhiên liệu của cái chế này cho 100 km nó sẽ đạt ở cái mức là 65 km đến 68 km trên 1 lít xăng đường hỗn hợp. Thì có nhiều cái chế mình thấy người ta quảng cáo một cách thái quá, nó là chạy được những 70 cho đến 75 km trên 1 lít xăng, là mình thấy như thế là nó sai sự thật. Thì cái đấy thì có thể là người ta chạy trên thử nghiệm của người ta thôi, còn trên thực tế thì không bao giờ nó sẽ chạy được cái mức là 70 đến 75 km trên 1 lít xăng đâu anh em nhé. Thì nếu như cái chế mà nó chạy được 70 đến 75 km trên 1 lít xăng ấy, thì thường là những cái xe mà có phân khối là như xe cúp hơi 50 ấy, thì mình thấy là nó mới chạy được cái mức tiêu thụ nhiên liệu ít như thế. Còn những cái chế hòa khí mà để gắn vào những cái xe phân khối là 100 hay 110 ấy, thì không bao giờ nó tiêu thụ được cái số là 70 cho đến 75 km trên 1 lít xăng đâu anh em nhé. Đó thì anh em phải ăn hiểu một tí về xe cộ thì anh em mới nắm được. Còn nhiều khi người ta quảng cáo như thế là mình thấy là nó không hay. Thì có thể là mức tiêu hao nhiên liệu đó là trên đường thử của người ta, theo cái cách thử riêng người ta. Còn khi chúng ta đi đường hỗn hợp này, có thể là anh em đi trong đường nội đô thành phố này, nó sẽ khác với anh em chạy ở đường trường. Đó, thì anh em chạy đường trường, chạy đường càng dài thì nó càng tiết kiệm xăng. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ đi và xăm soi cái phần bên trong của cái chế hòa khí này, nó là cái phần quả ga ở trong kia. Và bây giờ là mình sẽ tháo cái phần quả ga này ra. Thì cái phần quả ga này nó được nằm trong một cái ống ga ở đây. Thì cái phần ống này mình thấy là nó được thiết kế cũng rất là đẹp. Cái phần đúc ở trong này thì anh em có thể nhìn thấy đó, cái phần đúc ở trong này nó sẽ không có những cái đường rèm thừa dẫn đến là kẹt quả ga. Thì thường là nhiều anh em ở đây là hay lựa chọn những cái dòng chế mà nó chỉ có giá nó rơi tầm khoảng hơn 200 ngàn ấy, thì nó hay bị cái hiện tượng là bóp quả ga ở đây dẫn đến là kẹt quả ga. Thì khi chúng ta nổ máy lên như thế là cực kỳ nguy hiểm. Rồi cái thiết kế mới này là theo như mình thấy về cái màu sắc này ở phiên bản này, nó đã thay đổi thiết kế khác với lại cái màu sắc của cái phiên bản trước. Ngày trước thì mình đã làm review cái chế này rồi, thì cái màu này về năm nay thì nó họ làm khác này. Cái này nó họ làm đã giống về zin rồi. Trên cái quả ga này được công bố là tráng một cái lớp lên trên này để chống cái độ mài mòn khi mà chúng ta ga, kéo ga lên xuống như này lâu ngày nó sẽ mòn, thì cái này nó đã tráng thêm một cái lớp cứng hơn để nó chống mài mòn. Và đặc biệt là cái phần kim này đó, thì anh em thì thấy cái phần kim này nó được thiết kế gia công vô cùng là sắc sảo, mình thấy là nó rất là đều nhau, rất là đẹp. Ở dưới này nó có chữ là 3SA, nó làm giống y cái chế Thái luôn về từng cái mã này. Và cái phần trong này thì anh em có thể nhìn thấy là cái phần kim cối này được gia công bằng đồng rất là đẹp. Cái gia công bằng đồng này nó sẽ cho chúng ta là một cái sản phẩm có cái thiết kế hoàn thiện cực kỳ là cao. Và đồng này là đồng nguyên chất, mình thấy là nó vàng óng như này luôn đó. Và bên cạnh đó là sẽ có cái phần lỗ chỉnh garanti. Cái lỗ chỉnh garanti này theo như mắt thường là mình thấy là nó có vẻ là nó to hơn những xe khác nhé. Và bây giờ là mình sẽ tháo cái phần chế này ra để anh em có thể nghiên cứu ở trong xem nó sẽ là như thế nào. Và bây giờ là mình sẽ mở bên trong của cái chế hòa khí này ra để chúng ta cùng nhau nghiên cứu xem là cái chất liệu nó làm như thế nào và cái độ hoàn thiện nó ra làm sao. Cái phần này thì mình sẽ tua nhanh đi anh em nhé.
Rồi sau khi là mình đã tháo toàn bộ cái phần chứa hỏa khí của chúng ta ở đây thì chúng ta có thể là nghiên cứu phần nội thất ở bên trong cái phần chứa hỏa khí này, cái điều mà làm nó lên cái tên tuổi cũng như là cái độ vừa bốc vừa tiết kiệm xăng nó sẽ như thế nào. Thì đây là mình sẽ cho anh em coi cái phần trên của cái phần chứa hỏa khí của chúng ta ở đây đó, thì anh em thì thấy là cái phần đúc khá là đẹp, ở trong này có ký hiệu của Nibi ở trong này đó. Thì ở cái phần kim cối ấy, ở chúng ta ở đây thì chúng ta có thể là nhìn sâu trong thì cái phần cối kia nó đóng gia cố đấy rồi nên là mình sẽ không tháo ra. Và cái phần để kim ba cạnh nó chảy xăng ở đây đó, thì chúng ta thấy là cái đường gia công của nó rất là đẹp sáng bóng như thế này, thì nó sẽ hứa hẹn cho chúng ta là không bị chảy xăng trong cái thời gian là lâu dài nhất. Rồi đây là một vòng ở phần trên, thì cái chế này thì nó không khác gì cái chế zin của chúng ta đâu. Thì cái điều mà chúng ta sẽ cần quan tâm nhất nó chính là cái phần này. Thì ở đây thì anh em thì thấy là cái phần dích lơ chính ở đây nó được thiết kế bằng đồng, thì nó cũng như những cái phần chế hỏa khí của chúng ta của những cái xe chúng ta thôi đó. Thì anh em thì thấy là bằng đồng rất là đẹp này đó, thì anh em thấy là nó cái màu của nó nhìn như kiểu cái nhẫn của mình luôn, rất là đẹp đó. Thì anh em thì thấy là trên cái phần thân này thì mình thấy là nó có những cái lỗ này, nó sẽ không biết là anh em có nhìn rõ hay không, nhưng mình ở đây thì mình thấy là những cái lỗ này nó được thiết kế to hơn những cái lỗ ở trên những cái xe bình thường của chúng ta đó. Về cái phần lỗ này thì mình thấy là nó sẽ thiết kế to hơn trên những cái chiếc xe bình thường của chúng ta, cái điều này là sẽ cho cái lượng xăng nó đi vào vào cái phần trong cái phần kim ga này, khi chúng ta kéo ga nó sẽ nhiều hơn những cái phần chế kia một xíu và nó sẽ nhào trộn đều hơn. Cái lỗ nó bé thì cái phần xăng nó đi qua nó lọt qua nó sẽ bị bí, nó sẽ bị bí, thì cái công suất của máy của chúng ta nó sẽ không đạt được cái mức tối đa nhất. Thì cái lỗ này mình thấy nó được thiết kế to hơn đó. Về cái phần lỗ ở trong này thì không biết là anh em có nhìn rõ không, ở cái phần lỗ trong cái thân của cái dích lơ chính này, cái lỗ này nó sẽ là đường xăng nó đi qua, là mình thấy là nó sẽ thiết kế khác mấy lại trên những cái chế zin của chúng ta. Rồi thì bây giờ là mình sẽ tiến hành đi đến cái phần dích lơ phụ của chúng ta. Cái này sẽ là cái góp phần là khi chúng ta để garanti nó cực kỳ là nhuyễn, thì có nhiều cái chế là mình lắp cho khách hàng của mình thì mình có thể là tháo hẳn cái phần chỉnh ốc garanti ở đây ra mà cái xe của chúng ta nó vẫn cứ nổ, thậm chí nó nổ rất là ngọt và rất là nhuyễn. Thì những cái chế mà cái độ chuẩn xăng nó cao ấy thì nó mới làm được cái điều đó, còn những cái chế mà cái độ chuẩn xăng nó kém ấy, thậm chí là mình chỉ cần nới garanti ra một xíu thôi là đã chết máy rồi. Mà anh em chỉnh con ốc gió của garanti, ốc gió và ốc garanti ấy, cực kỳ là khó. Cái phần cái chế này thì anh em có thể chỉnh đùa một cái thì nó cũng ăn ngay. Thì cuối video này thì mình sẽ lắp lên xe để cho anh em coi là cái độ chỉnh của nó như thế nào, cực kỳ là đơn giản. Đó thì anh em thì thấy là ở trên cái thân của cái dích lơ phụ này nó cũng ghi là 35 ở đây. Và cái lỗ này thì phải là mắt ở bên ngoài anh em nhìn thấy. Thì cái lỗ này mình thấy là nó thiết kế là tương tự như ở trên cái chế zin của chúng ta. Nhưng có điều là mình thấy nó khác là khác ở cái lỗ ở đây này. Đó, cái lỗ ở đây thì mình thấy là nó thiết kế khác, to hơn hẳn luôn, to phải nói gấp rưỡi so với lại cái chế zin của chúng ta. Thì cái lỗ ở trong này ấy, phần bên trong cái lỗ ở đây này thì nó nhỏ quá thì máy quay của mình khó nhìn thấy. Thì mình quay này anh em không nhìn thấy, chỉ nhìn nó đen xì thôi. Đó, đây là cái mà đáng tiền của cái dòng chế ở đây. Thì những cái chất liệu mà làm nên cái chế này nó bằng đồng. Đó, thì anh em thì thấy là cái con ốc chỉnh cực kỳ là đẹp và nuột. Đó, cực kỳ đẹp và nuột, được phay đánh bóng sáng loáng. Về cái phần này là mình nhìn thấy là rất là đều nhau, nó sẽ hứa hẹn là chúng ta sẽ chỉnh những cái con ốc gió nó cực kỳ là dễ. Và ở trên này nó sẽ có những cái phần lò xo này khá là cứng, thì nó sẽ cố định để cho cái con ốc khi mà chúng ta chạy trên đường nó rung là nó sẽ không bị hiện tượng là chạy ra chạy vô. Và cái phần mà mình thấy ở đây khá là ưng đối với cái sản phẩm này nó chính là cái phần kim ba cạnh ở đây. Cái phần kim ba cạnh này được nhà sản xuất họ công bố là họ sẽ tráng một cái lớp lên trên phần cái đầu kim ở đây.
Đó, anh em thì thấy cái phần đen đen này chính là cái phần để nó sẽ đảm bảo cho chúng ta chạy lâu dài mà không bị hiện tượng là giọt xăng ở cái phần răng xăng dư đó. Cái phần thiết kế cái kim này thì nó cũng tương tự như trên những cái chế hòa khí ở trên xe zin của chúng ta thôi. Và cái phần dưới này sẽ là cái phần mà mình thấy là vô cùng ưng ở cái sản phẩm này. Thì thường là những cái chế mà gọi là dạng thay thế khác ở trên thị trường cho những cái xe mà nó đang bị hỏng cái chế zin đấy, thì thường là cái phần này cực kỳ là mỏng. Thì nếu như anh em làm thợ thì anh em cũng hay để ý thấy là nó hay bị có hiện tượng là bị vênh vênh cái phần cái cốc ở bên dưới này. Thì là cái chế này nó sẽ được cố định bởi hai con ốc ở hai bên góc này, thì nó nhiều cái nó hay bị vênh ở những cái góc này này, góc chỗ này và góc chỗ này, thì nó dẫn đến là hay bị chảy xăng nó lem nhem ra đây. Điều đó là cực kỳ là nguy hiểm, nó dẫn đến là mất an toàn cho cái xe của chúng ta. Tại vì là anh em thì biết là cái phần chế và khí nó nằm bên trên và cái buji nằm dưới. Nếu như mà cái buji của chúng ta mà nó bị giò lửa ra thì có thể là cái tỷ lệ cháy xe rất là cao. Thì hiện nay ở trên thị trường có rất nhiều cái chiếc xe nó đang bị cháy như thế, thì thường là do là xăng dầu và chập điện là chính, nhưng mà nguyên nhân chính chính là xăng dầu đó. Thì ở đây là nó sẽ có một cái phần lấy lọc bằng nhựa đó. Về cái phần chế này mình thấy là có cái độ hoàn thiện sắc sảo đẹp. Đây là những cái đường Mavia khi người ta đúc người ta mài đi, cái phần này nó không ảnh hưởng gì. Ở trên những cái chế zin thì nó vẫn có những cái đường mài này thôi, không có gì để bàn đến cả. Đây có ký hiệu này. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ đi và tiến hành lắp trên xe thực tế và sẽ đi căn chỉnh cái phần của cái chế hòa khí này xem nó như thế nào nhá. Và cái độ ngọt của cái garanti cũng như là cái độ bốc của nó sẽ ra làm sao. Thì cái video mà để gắn những cái sản phẩm này lên xe thì bên mình đã có khá nhiều video rồi. Thì anh em nào có thể thắc mắc là sẽ xem ở những cái mục bên dưới. Thì mình có làm trên xe Jim và làm trên cái xe của SRM. Và video này thì mình cũng gắn lên cái xe SRM, đó là chiếc xe Enzo X. Rồi chúng ta đi và tiến hành gắn lên xe. Chia sẻ với anh em đây là chế Nivi Racing. Thì cái xe này nó tốn xăng quá, thì các bạn có thể thấy là cái xe này đi rất là lâu năm rồi. Cái con Enzo X này, nếu như anh em nào mà đã đi con xe này biết con xe này ra đời quá là lâu năm rồi đó. Thì đây là cái chế zin ở trên cái xe của con Enzo X đó, anh em mình nhìn thấy đây là chế zin nhá. Người ta đi lâu năm quá nó bị gọi là hao xăng đó, ăn quá nhiều xăng luôn. Thì mình đã gắn cho người ta cái chế Nivi Racing. Đây là hình thức của chế Nivi Racing. Ở đây nó sẽ đó, nó dập chữ nổi Nivi Racing. Anh em thể thấy là cái tiếng máy nổ rất là êm, rất ngọt luôn. Mình quay cái phần đuôi bồ cho anh em coi. Thì khi anh em gắn vào xe thì cái chế này thì có thể là gắn cho cái xe dòng 100 hoặc dòng 110 đều được anh em nhé. Cách chỉnh nó cực kỳ đơn giản thôi. Đây là bây giờ là mình sẽ vặn ga pi to lên này đó. Thì đây là cái dấu của nhà sản xuất người ta vạch ở đây. Thì bây giờ là mình sẽ vặn kịch vào, nó sẽ chết máy anh em nhé. Có thể là chết máy hoặc không chết máy đó. Bây giờ là chết rồi thì chúng ta chỉ cần xoáy ra nửa vòng và bây giờ là chúng ta sẽ để nổ nhé. Đó, nó chết rồi thì chúng ta sẽ xoáy ra một vòng đó. Và bây giờ là chúng ta sẽ chỉnh theo cái chế này, theo nhà sản xuất có công bố là sẽ xoay 1,5 vòng đó. Như thế này là 1,5 vòng này anh em. Thì chúng ta có thể là đi nó tiết kiệm xăng hơn thì chúng ta có thể để là 2 vòng hoặc ngưỡng là 1 vòng 7. Thì ở đây là mình sẽ để 2 vòng luôn cho anh em nhé. Đó, như thế này là 2 vòng rồi. Và bây giờ mình sẽ để garanti nhỏ xuống để cho anh em coi. Đó, anh em thì nghe thấy tiếng máy. Mình phải dí sát cái máy quay của mình vào đây thì anh em mới nghe được cái tiếng máy nhé. Hiện tại thì ở đây nó đang hơi ồn. Máy vẫn nổ nha anh em. Nếu mà bịt bô vào thì không nghe thấy tiếng máy nổ luôn. Mình bịt bô vào nhé.
đó, anh em có thể nghe này. Chỉ hơi chịt. Cái chế này cực kỳ là ngon. Rồi, để bây giờ là mình sẽ cho anh em thấy cái ngon ở cái chế này nó sẽ giải quyết ở cái khâu gì. Thứ nhất là khi chúng ta có thể là vặn cái quả ga này ra thì chúng ta có thể kiểm chứng ngay là cái quả ga này nó được làm ở cái chất liệu như thế nào, chống mài mòn. Đó, cái quả ga này sẽ là chất liệu chống mài mòn anh em nhé. Nó được tráng một lớp chrome ở trên này, cực kỳ ngon. Thì cái sản phẩm này thì bên mình có vài video về cái sản phẩm này rồi, gắn cho một số các dòng xe, kể cả là xe 110 mình gắn chế 100 và xe 110 chạy vẫn ok, vẫn ngon, vẫn ngọt luôn. Đó, thì anh em có thể là về tự lắp. Thì cái cách lắp cơ chế này cực kỳ đơn giản, những video trước thì mình đã hướng dẫn với anh em rồi. Thì có rất nhiều anh em đã đặt hàng về và đã chạy. Thì cái sản phẩm này là mình có ra thị trường cách đây những phải nói là được là 2 năm rồi. Nếu như anh em nào mà đã sử dụng những cái dòng chế này do bên Kim Motul cung cấp thì anh em có thể là chấm một cái nốt comment ở bên dưới cho những anh em khác có thể là tham khảo nhé. Rồi, thì cái xe này là rất là cũ rồi. Và bây giờ là mình sẽ để nổ lại này. Đó, anh em thì thấy máy cực ngọt luôn. Thì hiện tại ở mình là khu vực miền Bắc thì nhiệt độ nó đang tụt xuống. Bây giờ là xế chiều rồi. Đó, anh em thì thấy người ta đi bật đèn rồi. Là nhiệt độ ở chỗ mình hiện tại bây giờ theo như đồng hồ lịch vạn niên của mình đang báo là 16 độ, rất là lạnh. Mà cái thế hoặc kính này nó cho cái tiếng nổ ngọt như thế này thì rất là ok. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Nếu như anh em có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với mình sẽ để số điện thoại ở cái phần mô tả.